Thật ra là 20 tháng 11 muộn. Đấy. Và tôi có một dàn học sinh đang chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Và cô Diệu Thảo thì có một đề nghị rằng là các bạn sẽ ngay lập tức chơi bài bụi phấn. Thật ra thì dạy đàn tì bà thì cũng không liên quan gì lắm đến bụi phấn cả. Đấy, không đứng ở trên lớp, không đứng ở trên bục giảng và viết phấn bảng. Tuy nhiên là tình thầy trò thì nó thấm đẫm trong cái ca khúc này. Và Diệu Thảo hôm nay thì rất là hạnh phúc khi mà có cả học trò cũ, học trò mới và học trò đang tiếp diễn sẽ đồng hành cùng Diệu Thảo. Thì các cô gái sẽ cùng chơi bản nhạc ý nghĩa này dành tặng cô Diệu Thảo, có đồng ý không? Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Chị Thủy lấy nhịp nhá. Cảm ơn các con với sự trở lại của bạn Thanh Hà. Đấy. Sau khi mà bạn ý tạm gián đoạn một thời gian thì ngày hôm nay gặp lại cô là cô vui lắm ấy. Đấy, hoa hậu lớp của cô đấy. Bạn Hà Anh, bạn Ngọc Linh, bạn Ngọc Thủy, bạn Thảo Hiền, bạn Thái An, bạn Thanh Hà, cô xin cảm ơn lớp mình rất là nhiều. Và cô hy vọng là nếu mà có một dịp nào đó chúng ta tập lại nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Vì hôm nay thì đây là một phần đánh úp. Dùng đúng từ là như thế. Nhưng mà các con đã làm rất tốt rồi. Cô xin cảm ơn các con rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta liên hoan 20 tháng 11 thôi. Xin cảm ơn.